Thưa quý vị, thời gian qua thì công tác dân vận được tỉnh Bình Dương quan tâm chú trọng, qua đó đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, lãnh đạo để công tác dân vận ngày càng thiết thực, hiệu quả. Hội thi dân vận khéo các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Bình Dương năm 2023 tiếp tục lan tỏa thêm nhiều mô hình dân vận khéo, cách làm hay ở địa phương. Bắt đầu từ tháng 8 năm 2023, hội thi dân vận khéo các cơ quan nhà nước và chính quyền đã được tổ chức ở cấp huyện và tương đương để lựa chọn ra đội dự thi cấp tỉnh diễn ra vào trung tuần tháng 10 này. Các đội tham gia đã trải qua 3 phần thi gồm thi trắc nghiệm, tiểu phẩm, thuyết trình, xử lý tình huống, đánh giá của ban tổ chức hội thi. Đa số các đội đều có sự chuẩn bị đầu tư rất tốt. Tổ chức hội thi với một không khí rất là sôi nổi, khí thế với tinh thần học hỏi, giao lưu kinh nghiệm và có tổng kết lại được nhiều cái mô hình dân vận khéo, cách làm hay từ thực tiễn mà cán bộ dân vận chính quyền đã phối hợp chặt chẽ với mặt trận tổ quốc, các đoàn thể làm công tác dân vận, đạt được những cái quả thiết thực để đóng góp cho cái hội thi dân vận của cấp tỉnh. Xác định công tác dân vận và công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ quan trọng, các cấp ủy tổ chức đảng đã quan tâm và tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác này. Chính quyền các cấp đã triển khai kịp thời chỉ đạo của chính phủ sát với tình hình thực tế của từng địa phương, phát động phong trào thi đua chuyển đổi số để nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, nhất là việc vận động nhân dân thực hiện tốt giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho các công trình dự án trọng điểm của trung ương của tỉnh. Những vấn đề thực tiễn từ công tác dân vận ở địa phương, đơn vị đã được nêu bật tại hội thi dân vận khéo cấp trên cơ sở vừa qua. Với nhiều mô hình cách làm hay trong công tác dân vận, tạo được sự lan tỏa, sự đồng lòng, đồng thuận cao của người dân trong việc chấp hành các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chúng tôi cũng có những nhiều cái mô hình thể hiện trong công tác dân vận như là xây dựng cái nếp sống văn minh. Thì hiện nay thì bà con đều được hiểu, được tuyên truyền trong cái xây dựng cái văn minh đô thị. Tại vì Tân Nguyên là một cái thành phố mới được thành lập, thành phố trẻ, cho nên là mong muốn của lãnh đạo các cấp làm sao mà cho việc tuyên truyền toàn dân trong cái thực hiện cái xây dựng cái đô thị văn minh ngày càng phát triển văn minh hiện đại. Chúng tôi cũng rất là mong các cơ quan, các đơn vị cũng sẽ tổ chức nhiều cái hoạt động, những cái phong trào thiết thực để cán bộ công chức và những người mà làm trong bộ máy các cơ quan nhà nước trên cổ cả hệ thống chính trị trên địa bàn của tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục là có thêm những cái kiến thức, những kỹ năng để phát huy và áp dụng và thực hiện cái việc mà gần dân và sát dân, đáp ứng cái tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Những ngày qua, các đội đang ráo riết tập dượt chuẩn bị tốt nhất cho hội thi dân vận khéo, các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp tỉnh diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10 tới đây.